Hello các bạn ơi, các bạn đừng quên săn chương trình sale mua sản phẩm thứ nhất, sản phẩm thứ hai được sale 50% off tại cửa hàng ở Huda First. Cho dòng sale whitening trị thâm nám và điều màu da vừa giúp cho da chống tình trạng lão hóa nha. Thì cái set này đây là bao gồm là một chai rửa mặt 100ml, một hũ kem dưỡng sáng da và một hũ cao trị nám 20ml, tất cả đều là size bự hết nha. Và có thêm bon này là nước hoa hồng, kem dưỡng và serum nữa nè. Thì nguyên cái set này là 300, sale còn 215. Và các bạn lấy thêm mua thêm một set từ này nữa là từ 215, giảm ngay 50% off nha các bạn nha. Đây, rất là nhiều lựa chọn luôn. Lựa chọn tiếp theo là nguyên một chai Emotion kem dưỡng nha. Đây, chai đầu tiên là 100, chai thứ hai chỉ còn giá 50 đồng nha. Sữa dưỡng sáng da, điều màu da và có thể dùng ngày hoặc đêm nha. Kỳ da chết của dưỡng trắng. Cái này là kỳ da chết ai cũng cần hết nè. Bao lâu rồi mình chưa kỳ da chết? 100ml nha. Và tới 2027 lần, cho nên không gì phải lo. Và đặc biệt là chai đầu tiên là 78 đồng nhưng mà chai thứ hai còn có 39 đồng thôi nha. Và tiếp theo nữa là nước hoa hồng nha. Nước hoa hồng của dòng dưỡng trắng xài cực kỳ đã luôn, da rất là mềm. Và đặc biệt 150ml nha. Nè, cuối năm 2026 lần, tha hồ xài. Chai đầu tiên là 80 và chai thứ hai là sale còn 40 thôi nha các bạn. Và cuối cùng là một cái set mà Thiên rất là yêu thích nghiêng.